Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Quang Sa Cơ. Hôm nay Quang Sa Cơ sẽ chia sẻ bài cắt tầng cao uốn cụp. Mọi người xem thấy hay thì hãy like, comment và đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Chúc mọi người thành công. Và giờ chúng ta chuẩn bị cắt. Thì với mái tóc này thì chúng ta sẽ xác định độ đuổi cao nhất của phần trước mặt. Sau đó chúng ta cắt làm điểm chuẩn. Rồi sau khi cắt xong thì mọi người sẽ trải xuống và cắt liên kết với phần mai. Mọi người tạo độ dốc, độ ôm vào mặt cho khách. Và như vậy hai bên các bạn cắt đều nhau. Hiện tại Viện Tóc Quang Sa Cơ đang đào tạo những khóa cắt bốn nhuộm 10 ngày. Địa chỉ khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, dành cho tất cả những ai còn mông lung về nghề. Hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại và số Zalo ở trên màn hình để biết thêm chi tiết về khóa học mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bài cắt. Thì với như mình đã hướng dẫn thì các bạn lấy hai cái điểm ở mặt trước để xác định độ tầng đuổi của cái phần trước mặt. Thì chúng ta sẽ cắt liên kết hai bên đều nhau. Ok, như vậy chúng ta đã cắt xong phần hai bên mang tai. Sau đó chúng ta sẽ chuyển lên cắt liên kết với phần khuôn mặt sau. Thì với cắt liên kết với khu vực sau này thì chúng ta sẽ lấy tép tóc từ đỉnh dọc về sau gáy. Và mọi người cắt liên kết từ cái điểm đuổi tầng cao nhất ở trước mặt thì chúng ta sẽ cắt liên kết với khu vực sau. Mọi người muốn cắt tầng cao bao nhiêu thì mọi người tùy mọi người quyết định cái tay mình đặt đường kéo cắt và mảng nâng. Thì khi cắt vào mái tóc thì mọi người phải hiểu là làm thế nào để mình cắt được cái tầng cao, làm thế nào mình cắt một cái bài tầng thấp và bốn bài gì chúng ta cắt tầng thấp, bốn bài gì chúng ta cắt tầng cao. Thì mọi người phải định hình trước ở trong đầu mọi người để làm một mái tóc, không phải là tóc nào các bạn cũng dập form nhé. Các bạn uốn cụp thì các bạn có thể cắt một kiểu nào, và uốn xoăn mọi người cắt kiểu như nào, và uốn bung, nói chung là rất nhiều kiểu dáng đầu. Mọi người nên áp dụng mỗi một bài cắt thì mình áp dụng cho một dáng đầu mình mong muốn. Và cứ như vậy thì mọi người khi cắt liên kết từ giữa về đằng sau gáy rồi thì chúng ta sẽ cắt liên kết lan tỏa sang xung quanh đầu, liên kết lên trên là ok. Cứ như vậy mọi người thực hiện cắt liên kết. Và với mái tóc này có khách mỏng nên mình sẽ tư vấn khách là dập phồng cái chân tóc lên để cho nó phồng. Và đây là cái sản phẩm uốn lạnh, có thể uốn lạnh, dập phồng, uốn xoăn xù mì. Các bạn có thể dùng bằng sản phẩm uốn lạnh của bên mình nhé. Hiện tại mình phân phối tất cả các dòng sản phẩm của TNT hay gọi TNT. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với mình. Và mọi người mua hàng của mình sẽ được mình hỗ trợ kỹ thuật cho các bạn sử dụng nhé.
Đây và đây là cái thuốc uốn nóng của bên mình, thuốc hyaluronic. Thì khi mình đã uốn xong rồi, dập phồng xong rồi thì mình sẽ lấy thuốc mình pha vào và mình bôi trực tiếp lên trên cái mái tóc kia. Mình kết hợp luôn nhá, mọi người dập phồng xong. Nó nghĩa là mình vừa dập phồng xong thì sau đó mình bắt đầu chuyển sang mình mềm hóa cái phần phần ngọn tóc, thân tóc để mình cần uốn. Thì với cái tóc này thì tóc của khách đang đang có cái nếp nhăn cao, cho nên chúng ta sẽ phải bôi thuốc cao lên để tí mình rưỡi bớt ra để cho nó mượn mượt. Các bạn chải thuốc vào tóc thì các bạn cứ lấy nhiều vào. Nếu các bạn mà với cái tóc này thì mình muốn nó rưỡi cái phần trên nó ra, và phần trên là nửa thân tóc nó có độ bông thì mình sẽ rưỡi và mình bôi thuốc thì vô biên luôn, không cần phải xác định. Còn với tóc nào người ta không bông thì chúng ta chỉ vào thuốc khoảng tầm hơn một vòng một tí thôi để cho có độ cụp. Thì lúc mình lên trục chạy nhiệt xong thì mình không phải làm ngấn. Còn với tóc này nhất khoát chúng ta phải làm ngấn rồi. Cứ vậy chúng ta nhả thuốc lên để mềm hóa cái tóc này đi. Chúng ta mềm hóa xong thì chúng ta sẽ lên trục. Với tóc này mình sẽ lên trục 22 nhé. Và với cái tóc này mình mềm hóa lên cao, thế nên các bạn cứ quấn lên khoảng 2 vòng cũng được. Sau đó tí nữa các bạn sẽ là bớt ra. Các bạn chia cái tóc theo hình chữ V nhé, hay gọi là chia chéo chéo sau để các bạn quấn. Thì tí lát nữa sẽ cái tóc nó có hiệu ứng, nó ôm vào mặt. Thì với tóc này mình sẽ chạy 2 nhiệt. Mỗi nhiệt mình chạy 5 phút thôi. Mình chạy nhiệt tùy từng máy nhé. Như máy nào mà nhiệt nó nóng ít thì chúng ta sẽ chạy với cái tóc này là nhiệt 100, chạy 5 phút. Sau đó các bạn để nguội rồi chạy nhiệt 100 hoặc 90 nữa, các bạn chạy thêm 5 phút nữa. Còn máy nào nóng thì mọi người chỉ chạy nhiệt 60 thôi, sau các bạn chạy 5 phút. Số phút thì vẫn như cái máy máy kia. Thì mọi người chạy số phút là mỗi nhiệt bạn chạy 5 phút thôi. Sau khi chạy nhiệt để khô xong, để nguội xong ấy, thì mọi người sẽ dập định hình. Thì mọi người làm bớt ra sau đó dập định hình. Dập định hình cái tóc này thì các bạn dập vào 15 phút thôi. Thank you.
Và đây là cái tóc mình đã sấy khô tự nhiên xong đây. Mọi người xem thấy hay thì hãy like, đăng ký và để lại comment giúp góp ý nhé. Chúc tất cả mọi người thành công sau khi xem video này của mình. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.